Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sợ bị lật mặt, chuyên gia bẻ gãy công lý ở Tòa án Nhân dân tối cao đi nước cờ sớm. Có thể nói chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình là con người bất chấp dư luận nhất ở Việt Nam. Vụ xử án dựa trên chứng cứ hoàn toàn nghị tạo để ép chết Hồ Duy Hải đã cho thấy con người của ông ta như thế nào. Có nhiều người cho rằng ông là con buôn chính trị. Tuy nhận xét có vẻ như hơi nặng lời, nhưng cũng có cái lý của nó. Dư luận trên mạng xã hội lúc ông Nguyễn Hòa Bình xét xử Hồ Duy Hải đã nói rằng ông Nguyễn Hòa Bình đang phục vụ cho thế lực chính trị lớn nhất nhì của miền Nam. Thế lực này lớn đến nỗi ông Tổng Trọng liên tục trong nhiều năm tìm cách đưa người đứng đầu gia tộc này vào lò, nhưng bất thành. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Lê Thanh Hải là người nổi tiếng trong gia tộc họ Lê Trường. Được biết ông Hải có mối quan hệ thân thuộc với cánh an ninh bên Trung Quốc thông qua Chu Vĩnh Khang. Đây là điểm mấu chốt làm cho ông Tổng không sở tới được và Nguyễn Hòa Bình phải bảo vệ một nhân vật được cho là hung thủ có quan hệ họ hàng với gia tộc lớn này. Dân truyền săn tin tại hậu trường chính trị Việt Nam đánh giá ông Nguyễn Hòa Bình đã dùng vụ án Hồ Duy Hải để ngã giá chính trị và ông đã được toại nguyện khi mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đang dự định đưa ông vào chiếc ghế đứng đầu thủ đô đầy quyền lực trong thời gian sắp tới. Hành động ép chết Hồ Duy Hải bằng những thứ bằng chứng ngụy tạo mang ở chợ về đã làm nên thương hiệu của ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Thương hiệu người bẻ cân vĩ đại. Ý nói là ông Nguyễn Hòa Bình là con người sẵn sàng bẻ gãy cán cân công lý để đạt được mục đích dù cho cán cân đó có lớn đến đâu. Không phải ông Nguyễn Hòa Bình không biết đó là hình ảnh cực kỳ xấu của một quan tòa trước mặt công chúng. Ông biết rất rõ là đang khác, nhưng vì cái giá của sự nghiệp chính trị nên ông ta đã bất chấp tất cả. Đây là hình ảnh nước cờ của ông Nguyễn Hòa Bình. Vào sáng ngày 15 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Việt Nam khai mạc phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính. Theo tờ trình, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ trình bày tại phiên họp, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá nhân lên đến hơn 40 triệu đồng, với tổ chức lên đến 80 triệu đồng. Nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa hoặc ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh người tham gia phiên tòa cũng bị phạt từ 5 đến 7 đến 15 triệu đồng. Điều đáng nói là dự luật phạt tiền người ghi hình và ghi âm tại tòa. Ủng hộ cho dự luật này là ông Nguyễn Hòa Bình, phụ thêm là hành vi vi phạm cản trở hoạt động tố tụng ảnh hưởng đến bản chất vụ án thì phải xử nặng hơn. Không ai cay vấn đề đưa tin phiên tòa xét xử qua loa với bản án bỏ túi được truyền ra ngoài và công bố trên truyền thông trong nước và quốc tế, đặc biệt là các báo chí ở nước ngoài. Chính ông Bình đã bị chỉ trích trong một thời gian dài vì bản án bẻ gãy cán cân công lý mà ông là chủ tọa phiên tòa. Với bản chất của con người làm chính trị bất chấp như Nguyễn Hòa Bình, thì ông cũng thừa hiểu rằng hạn chế điều xấu của giới quan tòa trong chính quyền cộng sản bị tung ra ngoài là điều cực kỳ quan trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Chí Tuệ, cấp phó của ông Nguyễn Hòa Bình. Dự luật mà được ông Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính là ý của ông sếp Tuệ, chứ không ai khác cả. Có mặt ông Nguyễn Hòa Bình tại đấy nên không có chuyện ông phó vượt mặt ông trưởng, muốn trình nội dung gì cũng được là không thể nào. Không biết ông Nguyễn Hòa Bình còn dự tính thêm lần bẻ gãy cán công công lý nào nữa hay không. Tuy nhiên, với việc trình dự luật phạt nặng những người đưa tin tại tòa bằng âm thanh và hình ảnh thì cho thấy ông Nguyễn Hòa Bình đang cố che đậy những gì mà ông đã và đang và sẽ làm. Trước khi làm điều xấu, người ta thường hay nghĩ cách che đậy nó. Đó là nguyên tắc làm việc của mọi kẻ gian. Cho nên, việc làm của ông Nguyễn Hòa Bình khó mà thoát ra khỏi quy luật đấy được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính muốn xóa dấu vết đen của Nguyễn Tấn Dũng.
ông Tổng đầu hàng rồi hay sao? Ông Nguyễn Tấn Dũng đã để lại một di sản ê chề, nền kinh tế tan nát. Những tổng công ty hoặc tập đoàn kinh tế nhà nước ông Dũng lập ra được tung hô như những quả đấm thép. Kết quả là hầu hết những doanh nghiệp ấy là những quả đấm thép thực sự, nhưng lại đấm vào nền kinh tế của Việt Nam, làm các doanh nghiệp và người dân thêm liêu xiêu. Các tập đoàn nhà nước nợ đầm đìa, làm ăn thua lỗ thì ắt nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam phải tăng thuế thu của người dân để bù vào. Lẽ ra những quả đấm thép đó được giải tán thì chính phủ thời ông Nguyễn Xuân Phúc và đến giờ là ông Phạm Minh Chính vẫn duy trì nó và nuôi nó như một con nghiện. Việc duy trì những phế tích thời ông Nguyễn Tấn Dũng có mục đích trục lợi là chính. Những lần tái cơ cấu được hỗ trợ để hoạt động rồi lại lỗ. Tưởng rằng đến thời ông Phạm Minh Chính cho giải thể những đống sắt vụn thì thật thất vọng, ông Chính lại cho tái cơ cấu để nó tiếp tục hoạt động cầm chừng. Đây là hình ảnh 12 đại dự án từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng để lại vẫn lỗ triền miên. Vào ngày 14 tháng 8, ông Phạm Minh Chính đã có buổi kiểm tra khảo sát thực địa và làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan về phương án tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, một trong 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương, một sản phẩm từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Thay vì cho dọn tiếp đống sắt vụn phế liệu thì ông Phạm Minh Chính lại yêu cầu giữ lại nhà máy đạm Hà Bắc và quyết tâm tái cơ cấu lại với các giải pháp như cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, đa dạng hóa sản phẩm, vân vân. Được biết, dự án cải tạo mở rộng nâng công suất nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc của công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam Vinachem khởi công vào cuối năm 2010, đi vào vận hành từ năm 2015, chậm 36 tháng so với kế hoạch. Đây là hình ảnh thay vì xóa sổ, ông Phạm Minh Chính lại cho hồi sinh. Sau khi mở rộng, nhà máy luôn vận hành ổn định, nhưng công ty đạm Hà Bắc lại chuyển từ có lãi sang thua lỗ. Nguyên nhân cơ bản là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng và chi phí tài chính rất lớn, với các khoản vay ngân hàng có lãi suất cao và phải chịu lãi phạt do không trả đúng hạn, dẫn đến lãi chồng lãi. Bên cạnh đó, tranh chấp hợp đồng tổng thầu EPC với nhà thầu chưa được giải quyết dứt điểm. Đến cuối năm 2021, công ty vẫn còn nợ 6,4 nghìn tỷ đồng, tức là vay gốc hơn 3 nghìn tỷ đồng, nợ lãi hơn 3.300 tỷ đồng và hơn 112 triệu US đô la. Việc tái cơ cấu, bơm vốn, thay đổi nhân sự của công ty này nhằm mục đích làm cho những thứ mà ông Nguyễn Tấn Dũng gây ra hồi sinh. Nếu cho phá sản thì phải tổng kết những nguyên nhân dẫn đến thua lỗ thì cả khối người phải bị kỷ luật vào tù. Khi đó hồ sơ về sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng lại càng dày thêm. Để buộc tội được những sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Nguyễn Phú Trọng cần mạnh tay với 12 đại dự án thua lỗ triền miên của Bộ Công Thương để kết luận mức sai phạm của ông cựu thủ tướng đầy tai tiếng này. Ông Trọng không nhúng tay vào thì chính phủ vẫn cứ phải dùng nó như là cái cớ để hút cạn nguồn vốn của ngân sách. Bởi các doanh nghiệp nhà nước luôn là bầu sữa cho các quan sức của ngành kinh tế thoải mái rút ruột mang về làm của riêng. Vết đen của Nguyễn Tấn Dũng còn sờ sờ ra đó mà ông Tổng Bí Thư không làm gì được thì không biết ông Tổng đốt lò để làm gì cho nữa. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính vẫn tiếp tục nối tàn tích của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu rất lâu và hiện nay ông đang cấu kết với Thủ tướng đương nhiệm che chở cho con trai và ông cũng cấu kết với ông này xóa đi dấu vết sai phạm từ thời ông làm Thủ tướng để lại. Đây là thông tin mà dư luận cho rằng nó được diễn biến như vậy. Và cuộc đời làm chính trị của ông Tổng Trọng đã đốt được rất nhiều củi, nhưng ông không làm động gì được đến thanh quỷ gộc Nguyễn Tấn Dũng cả. Vì đấy cũng được xem như một thất bại, thậm chí là thất bại lớn nhất đời ông.